hôm nay các bạn cùng mình đi thu thập những anh chàng cameraman này kết hợp thành một đội hình để chiến đấu với những con quái vật SQD chân nhện các bạn nha. Like, chia sẻ và cổ vũ mình có thể giành toàn thắng nha các bạn nha. Ok, let's go nào. Đây, một anh camera, hai anh camera luôn. Ôi, chúng ta thu thập được ba anh camera. Các bạn ơi, nhìn kìa, có hai anh chàng camera giống nhau, mặc áo màu lâu luôn, kết hợp lên. Wow, nhìn đây, được một anh chàng camera tay cầm gậy level 2. Ngon, rồi mình sẽ để lên trên này. Đấy, chiến đấu thôi, hai bằng nhau. Đúng rồi, bạn đi, cố lên nào, những anh chàng cameraman đã giành chiến thắng rồi. Tiếp tục nào các bạn ơi. Ok, wow, một anh chàng camera màu xanh rồi. Tiếp tục nào, một anh chàng camera màu xanh nữa các bạn ơi. Ôi, hai anh chàng mặc áo màu xanh kết hợp lên, xem nào. Wow, nhìn này, một anh chàng camera đầu đội súng luôn, level 2 luôn. Ai, nào chiến đấu thôi. Bên kia kìa, wow, hai SQB toilet và một anh chàng camera bồn cầu ạ. Wow, các bạn ơi, cố lên nào. Rồi, các bạn ơi, bên kia kìa, dài đầu để chiến đấu, nhưng mà cũng không ăn thua, bên mình vẫn chiến thắng. Tiếp tục đi thôi nào. Bây giờ chúng ta lại thu thập những anh camera mặc áo màu xanh và màu lâu. Rồi, về đến đích xem nào. Giống nhau này. Lên nào. Wow, các bạn có thấy không, một con nhện luôn, quá ghê luôn. Ok, kết hợp lên. Rồi, củng cố tiếp các bạn ơi, củng cố ở trên. Đây rồi, giống nhau. Lên xem nào. Wow, một anh chàng đầu luôn à, xịn sò luôn rồi. Đội hình bên kia các bạn ơi, rất là nhiều các con quái vật SQD ghê gớm luôn. Bồn cầu, chân nhẹ. Nào thì nhìn màu kìa, giống áo quân đội các bạn à. Rồi, bây giờ mình chiến đấu xem có chiến thắng không. Ui, bên kia các bạn ơi, có anh chàng SQD tay cầm cái gậy to bủng, bắn. Nhưng mà ôi, bên mình bị thua các bạn à. Chúng ta sẽ đi lại cố gắng thu thập để mà chiến thắng các bạn nha. Nào, đây nè, một anh nè, tiếp tục nè, hai anh nè, tiếp tục ba anh nè. Rồi, đã được về đến đích các bạn ơi. Giống nhau này. Ok, tiếp tục giống nhau. Lên. Wow, được hai con nhẹ luôn. Quá ác luôn. Củng cố ở trên các bạn ơi. Củng cố ở trên nào. Tiếp tục ở trên nào. Đây nè, lên đi nào. Lên. Hai anh chàng đầu loa luôn. Ngon, chiến đấu lại nha. Cố lên. Chiến thắng đi. Bên kia, wow, con quái vật SQD kia đã chiến thắng rồi các bạn ơi. Ok, đi nào. Ôi các bạn ơi, lần này chúng ta sẽ điều khiển cái anh chàng camera tiêu diệt những con quái vật SQD ở phía trong kia. Nào, đấy, bắn đi. Wow, ghê không. Ui, kè. Ôi, chiến thắng rồi các bạn ơi. Nào, yeah, victory. Tiếp tục là tiêu diệt nha. Rồi. Ui, bây giờ càng ngày càng nhiều luôn các bạn ơi. Ôi, chạy đi. Em xin lỗi mà. Đừng đuổi bắt em mà. Được rồi, đi vào trong. Ôi, sao mà nhiều thế các bạn ơi. Bắn đi. Ôi, ok luôn. Ha, các bạn ơi, vậy là đã tiêu diệt được những con quái vật SQD rồi. Lần này các bạn ơi, chúng ta sẽ tiêu diệt những con quái vật SQD Toynet. Nó đang đuổi theo mình, nó đang tấn công thành phố các bạn ạ. Đây này, wow, ghê không. Ui, các bạn ơi, mình sẽ đi qua đây và thu thập được. Hiện tại thì mình sở hữu được 11 anh chàng cameraman luôn. Đấy, x3 lên. Wow, 33 anh chàng luôn. Ôi, bay. À, chúng ta sẽ lé bẫy ra các bạn ạ. Rồi, về đến đích. Bắn, tiêu diệt đi. Xem nào, chiến thắng không. Có các bạn ạ. Ôi, chúng ta được tận 2 anh chàng camera về đến đích. Rồi, các bạn ơi, lần này hơi ít thì mình sẽ củng cố thêm nè. Đấy, ok luôn. Rồi, ở dưới lên. Lên, wow, một anh chàng TV man luôn. Ngon, xịn. Lên hai con nhện này. Ui, ở đầu thì các bạn ơi,
đội một cái khẩu đại bác luôn, quá ác luôn. Chiến thấu đâu, xem nào xem nào. Bắn ra tia laser kìa các bạn ơi. Wow, wow, xì, xì, chiến thắng. Đi tiếp tục thôi, thu thập nào. Ui, uầy, nhiều quá. Ôi, bây giờ các bạn ơi, những con quái vật SKD Toilet chân nhện cử ra để mà chắn đường mình, nhưng mà không ăn thua, đội hình của mình đã tiêu diệt được các bạn ạ. Rồi, về đến đích, kết hợp thế nào. À đây đây đây, giống nhau này. Rồi, còn có thêm, giống nhau này. Ok, ok, tiếp tục, thế nào. Ok, ở dưới các bạn ơi. Ôi ôi, giống nhau này, giống nhau này. Hai anh chàng TV man luôn. Chiến đấu xem. Ui, soi đi, đúng rồi. Soi tiếp nào. Bên kia ư, tuổi gì. Mình chiến thắng các bạn ơi, thấy chưa. Yeah. Lần này chúng ta sẽ đi tiêu diệt những con quái vật SKBD các bạn ơi. Nào, ôi 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 ôi, xuất hiện từ trên trời luôn. Wow wow, nhiều quá luôn. Ôi, ôi các bạn ơi, chiến thắng rồi. Tiếp tục nha. Đây đây đây, ui nhiều quá. Rồi xoay, đây nữa. Nào, xuất hiện ư. Ta sẽ tiêu diệt hết. Ôi, tiếp tục các bạn ơi, đi đâu đây. Ui, đi sang bên này. Ôi ôi, nhiều quá. Ui, nhanh lên, còn chúng tấn công. Rồi, chúng tấn công em. Victory. Chúng ta lại trở về thu thập những anh chàng cameraman các bạn ơi. Ok, cộng 10 này, đấy. Ui, x2 lên. Wow, chúng ta phải -13. Ôi, lại phải -2 nữa các bạn ơi. Về đến đích này, chúng ta còn đúng 3 anh em luôn. Rồi, giống nhau này. Ui, có con rồng bay qua, cung cấp 67.757 đồng tiền. Nhưng phải xem quảng cáo các bạn ạ. Không nói đâu. Rồi, đã kết hợp được một chú nhẹ rồi. Rồi bây giờ củng cố thêm để cho lên trên này. Đấy, ok luôn, hết tiền rồi. Bây giờ bên kia các bạn ơi, có một con quái vật SKBD 5 đầu luôn. Ghê quá luôn, nhưng mà không sao, bên mình có TV man có thể chiến thắng được ngay. Và một anh chàng cameraman các bạn ơi, soi tiền là gì, thấy chưa. Yeah, chiến thắng, victory. Tiếp tục đi thôi nào. Ok, ui, sao mà nhiều anh em thế. Bên này nữa, wow, ui, bùm các bạn ơi. Về đến đích, à chưa về đến đích các bạn ạ. Hiện tại chúng ta còn có, chạy nhanh lên. Ơi, về đến đích lần này các bạn ơi, 3 anh em luôn. Ôi, bên kia kìa, sao mà nhiều thế. Lần này 3 con quái vật SKBD 5 đầu. Ghê quá luôn. Cố lên. Đấy, đấy. Nào, kết hợp lên nào các bạn ơi. Các bạn ơi, chúng ta kết hợp TV man lên. Wow, các bạn ơi, camera titan luôn. Rồi, chiến đấu thôi. Cố lên nào. Yeah, đội hình của mình có chiến thắng không các bạn nhỉ? Cố gắng lên. Cổ vũ cho mình nào. Đúng rồi, cổ vũ cho mình nào. Yeah. Ôi, không ăn thua rồi. Chúng ta sẽ đi lại nào các bạn ơi. Lần này cố gắng victory các bạn nhá. Rồi, ok luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhảy lên đây và thu thập nào. Ok, không có nhân vật nào, chúng ta phải nhảy xuống. Tèng. Ui, lần này phải đến đích nhiều đấy. Ôi, rồi. Con rồng này không lấy đâu, xem quảng cáo ta không lấy đâu. Lên nào. Ôi, các bạn ơi, kết hợp được một chiếc xe tăng này. Xịn luôn. Rồi ôi, thế thì bên kia tuổi gì, xem đây. Wow, bắn ra này. Bùng luôn. Cố lên nào. Được rồi, chiến thắng không. Lần này chắc chắn mình sẽ chiến thắng cho mà xem. Thấy chưa. Victory. Vừa rồi thì mình đi thu thập chiếc anh chàng cameraman, kết hợp lên được một cameraman titan luôn, hay là TV man, hay là một chiếc xe tăng siêu khỏe. Và video của mình đến đây là tạm dừng. Hẹn gặp các bạn ở video sau nha.